Đường hầm di chuyển vào trong cầu kính trọc mây này. Rất sáng, rất đẹp anh chị. Đây là đường hầm Lào xuyên núi. Và tí nữa đoàn mình sẽ di chuyển vào trong thang máy với hệ thống sang thang máy trong suốt. Di chuyển với tổng chiều cao của thang máy này là hơn 300 mét để có mặt tại cầu kính Rồng Mây, một địa điểm không thể bỏ qua trong mỗi lần di chuyển về với Sapa. Cầu kính Rồng Mây thì cách trung tâm của Sapa khoảng tầm hơn 20 km. Đây là một trong những địa điểm thuộc huyện Tam Đường của tỉnh Lai Châu, nằm trên quốc lộ 4D. Bạn thấy là rất là đông khách đang chờ đây. Anh chị đoàn biển đảo cười tươi đi nào, anh đang quay này. Đấy, chị vào phòng khoáng sản nào, cười tươi nào, chị Hương nào, ăn ngô nào, cười tươi đi, đang cười tươi đi con. Chàng trai đẹp trai nhất xe đây. Đấy. Rồi chị mình chuẩn bị nào. Rồi, lên trên một chút nữa. Ngồi gần với cầu kính rồi đấy. Thang máy của kính dòng máy hai hệ thống thang lên anh chị em, thang máy số 1 và thang máy số 2. Rất là hiện đại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.